Cô rất thích một cái câu chuyện cười ý nghĩa vô cùng, để cho chúng ta biết cách để sống ấy. Là có một cái cậu học trò người Mỹ, nó bảo nó đi thuê luật sư để nó đi kiện thầy giáo nó. Kiện thầy giáo nó là vì là ông ấy không cho nó quyền được tự do mua dốt. Ô, cô đọc này cô khoái chí quá. Cô bảo đấy, mình cũng không trợ chịu cho những người sống xung quanh mình, chồng mình, con mình, bố mình, mẹ mình, không cho họ được quyền tự do mua dốt. Mình cứ bắt họ phải level, phải cao bằng mình hoặc là hơn mình mới chịu được. Mà đấy, nhưng mà họ không biết rằng là các cái mức nấc thang tiến hóa tinh thần của mỗi người đều khác nhau. Thì không thể o bế người khác là theo ý mình được, như thế cũng là cái ngu của mình nữa. Đúng không? Đấy là cái ngu của mình.